Bài số 12, khất than. Đây là tiếng Ý. Vậy, khất than có nghĩa là gì? Khất than có nghĩa là nhịp. 22, hay còn được ký hiệu là chữ C và có một đường gạch từ trên xuống dưới. Vậy, nhịp 22 là gì? Nhịp 22 có nghĩa là mỗi ô nhịp sẽ có 2 nhịp và mỗi nhịp có giá trị là một nốt trắng. Đây là ví dụ. Khất than có nghĩa là nhịp 22. Mỗi ô nhịp sẽ có 2 nhịp và mỗi nhịp là một nốt trắng. Ở đây chúng ta có nốt tròn. Nốt tròn có giá trị là 2 nốt trắng. Cho nên ô nhịp này đã đầy đủ. Chúng ta bật nhịp. Ở đây ô nhịp này có 2 nốt trắng. Đã đầy đủ. Chúng ta bật nhịp. Và sau cùng ô nhịp này có 4 nốt đen. 4 nốt đen có giá trị cũng là 2 nốt trắng, đã đầy đủ. Ta bật nhịp. Và điều lưu ý là khất than thông thường không phải luôn luôn. Như thông thường khất than có tempo, có nghĩa là tốc độ nhanh, và được sử dụng trong các điệu march của quân đội.